Hello, xin chào cả nhà. Tiếp tục lại là em đây nha mọi người ơi. Em là Minh Thảo ha. Hiện tại em đang đứng tại cửa hàng xe máy nhập khẩu quận 12 tại quận 12 nha cả nhà. Địa chỉ thì em đã ghim trên màn hình rồi và số điện thoại thì em cũng đã ghim trên màn hình. Hôm nay em xin review dòng xe nha của hãng Honda, nhưng mà con này là nhập từ Indo về nha mọi người. 100% là nhập từ Indo về ha. Con này là gọi là Honda Beat nha mọi người. Đây, anh camera quay qua bên đây giùm em cái anh camera ơi. Đây. Đây là tổng thể nguyên con xe Honda Beat nhập khẩu nguyên con, nguyên đai nguyên kiện từ Indonesia về nha mọi người. Thì cái dòng xe này nó chỉ có là 110cc thôi ha mọi người ha. Hiện tại nó có rất là nhiều màu, như là màu đen nhám, xanh nhám và màu vàng cát, trong đó có màu vàng cát và màu xanh nhám hiện tại đang rất là hot trên thị trường luôn nha cả nhà. Thì em đi xin từng từng vào chi tiết của dòng xe này. Hiện tại dòng xe này Honda Beat á thì nó sẽ có, thứ nhất là vẫn là có cái chuôi sạc điện thoại nằm đây ha mọi người ha. Chuôi sạc điện thoại là dành cho cái điện thoại nha. Mình chỉ cần là về mình mua thêm cái cốc sạc, mình bỏ vô thêm nữa là mình sạc được rồi. Xong đó thì mình đóng lên. Thì bên đây nó sẽ có một cái hộc đựng đồ. Các nhà đi xa hay gì đó thì mình có thể mình đựng chai nước ở trên đây đều được hết ha. Ngoài ra nó sẽ có một cái nữa là cái cốp xe của nó, cái cốp xe nó vẫn vừa vừa đủ một cái nón bảo hiểm và những cái áo khoác lên đồ linh tinh cá nhân. Nhưng cái chiều sâu của nó rất là sâu nha mọi người, nhưng mà cái chiều ngang của nó rất nó chỉ hẹp một tí thôi, nhưng mà vừa vừa đủ để nón bảo hiểm luôn ha. Thì con đây thì cái động cơ máy của nó nha cái này, đây anh quay xuống đi, anh quay xuống chưa. Động cơ máy của nó thì là sử dụng chung cái dòng Vision đời 2019 2020 ha. Nó sử dụng cái động cơ chung của cái thằng Vision, nhưng nó đi rất là bền, rất là tốt ha. Hiện tại con này bên em với mức giá chỉ với là 25 triệu thôi nha cái này, 25 triệu. Bên em hỗ trợ con này trả góp, không cần trả trước. Con này hỗ trợ không cần trả trước cho cả nhà luôn nha. Cả nhà muốn mua xe con này thì cứ nhắc vào màn hình, trên màn hình em có số điện thoại luôn ha. Thì thắng của nó thì vẫn là thắng thường, thắng CBS. Đây, thắng CBS ha nha mọi người, giống như của Vision thôi. Về bánh xe thì nó cũng đi màu bánh xe xương cá ha. Giống hơi kiểu của hàng Vario 150, nhưng mà cái cây xương cá nó có hơi yếu hơn một xíu. Nhưng mà nói chung là rất là tốt, rất là đẹp luôn ha. Ba nguyên con này nhập mà chỉ mức giá là 25 triệu là rất quá ok luôn nha mọi người. Thì cả nhà thích cái dòng xe này, thích cái dòng xe, thích mẫu mã này, mua về để đi chợ hay làm gì đó thì hay đi vòng vòng chơi thì nó cũng giá tiền rất là hợp lý, có 25 triệu thôi, nhưng mà khỏi cần trả trước luôn nha. Bên em đang có chương trình ưu đãi hỗ trợ cho con này, không cần trả trước, qua góp qua ngân hàng MB Bank nha cái nè, MB Bank ha. Đây là nãy giờ là những cái chi tiết bên em đi kèm theo. Và con đây ha, con này nó có một cái đặc điểm, nó đèn LCD nha mọi người. Có đèn, cái đèn của nó chế độ thông minh luôn ha. Giống y chang con Vision thôi. Cái này đồng hồ thì nó vẫn là báo đồng hồ cơ như vậy, nhưng mà cái chế độ xăng cộ thì nó báo ở trên đây rất là tốt luôn ha. Đây rồi, và cái độ nó sẽ có chế độ 3 giây nè. Riêng con này có chế độ 3 giây luôn nha mọi người, 3 giây dừng xe tắt máy luôn ha. Và những cái nút kèn còi nè, đèn xi nhan, cốt pha đều có hết luôn ha. Nó không thiếu cái gì hết. Đặc biệt nó đã có cái chế độ 3 giây nè, riêng con này nha, thấy vậy chứ, vừa giá tiền vừa mềm vừa ok, nhưng mà chế độ 3 giây, có chế độ 3 giây nó rất là tốt. Thực chất là cái con này so với dòng xe Vision thì con đây, nếu cả nhà thích hợp thì đi cái con đây tốt hơn, tại vì nó nhập nguyên con từ Indo về. Khung sườn máy móc thì nó cũng Indo. Bản nhập đương nhiên nó sẽ tốt hơn bản Việt Nam ha cả nhà ha. Với giá tiền nó quá êm, quá rẻ luôn rồi. Cả nhà muốn mua xe này thì không cần trả trước, liên hệ qua cho em nha. Thì em xin kết thúc video ở đây. Video sau thì em sẽ review những con xe mới nhất về bên cửa hàng bên em nha. Chúc cả nhà có năm mới thật là nhiều may mắn, an khang thịnh vượng ạ. Em xin chào tạm biệt.